Mình xin kính chào các bạn khán thính giả thân mến, lại là mình đây. Chắc hẳn các bạn đã biết quá rõ về loài sư tử rồi đúng không nhỉ? Hôm nay hãy cùng mình điểm qua một số thông tin thú vị về loài mèo lớn thứ hai thế giới này nhé. Điều thú vị đầu tiên đó là sư tử không cần uống nước hàng ngày nhưng chúng phải ăn. Sư tử có thể trải qua 4 ngày không cần uống nước nhưng chúng cần phải ăn hàng ngày. Và chúng là giống mèo lớn thứ hai trên trái đất sau loài hổ. Kích thước của con sư tử dài nhất tính từ đầu đến đuôi từng được ghi nhận dài 3,6 mét. Trong khi đó, chú sư tử nặng nhất tên là Simba ở vườn thú Colchester ở nước Anh có trọng lượng gần 375 kg. Nhìn chung, một ngày sư tử không hoạt động trong 20 tiếng. Chúng chỉ dành 2 tiếng để đi lại và 50 phút để ăn uống. Thật đúng là loài lười biếng mà. Tuy có thể sống mà không cần có nước uống trong 4 ngày, nhưng một con sư tử trưởng thành cần khoảng 10 đến 15 cân thịt mỗi ngày. Có thông tin cho rằng sư tử có thể ăn 40 kg thịt một ngày, tức bằng khoảng 1/4 trọng lượng cơ thể. Sư tử đực có thể dài đến 3 mét và nặng đến 227 kg. Trong khi sư tử cái có thể phát triển chiều dài lên đến 2,7 mét và nặng tới 179 kg. Sự thật là những con sư tử cái nuôi nấng con cùng nhau. Sư tử giao phối trong 2 năm một lần. Sư tử cái sinh một lứa từ 2 đến 3 con sau khi mang thai 4 tháng. Những con cái trong cùng một bầy có xu hướng sinh con cùng thời điểm. Điều này cho phép chúng nuôi một lứa để nhiều con cùng nhau. Đặc điểm này cũng tạo thêm một lợi thế, đó là cho phép các sư tử con bú sữa của các sư tử mẹ khác, giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý các sư tử con trong bầy ở những tháng ban đầu. Vậy con bố ở đâu trong thời gian nuôi dạy đàn con? Sư tử đực sẽ không trực tiếp tham gia vào việc nuôi con, nhưng chúng sẽ bảo vệ đàn con của cả bầy khỏi sự nguy hiểm. Móng vuốt của nó có thể dễ dàng thu gọn, duỗi ra, cho phép kiểm soát tuyệt vời thời điểm cần giết con mồi. Ngoài ra, chúng còn có khả năng đạt tốc độ lên tới 80 km/h trong thời gian rất ngắn và nhảy xa tới 10 mét. Ngoài tiếng gầm biểu tượng, sư tử giao tiếp với nhau theo những cách giống như những con mèo hay làm. Thông qua tiếng rên rỉ và tiếng rì rầm, sư tử cũng dụi đầu vào nhau như một hành động gắn kết và truyền bá mùi hương gia đình. Mùi hương này cho phép những con sư tử nhận biết các thành viên trong bầy khi xảy ra tranh chấp với đối thủ. Sư tử là một trong số những loài có tính xã hội nhất. Chúng sống cùng nhau theo các bầy đàn với quy mô từ 15 đến 40 con, bao gồm nhiều con đực trưởng thành, sư tử cái và các con của chúng. Bầy càng đông càng chứng tỏ sức mạnh và số lượng con đực càng nhiều, càng giúp đảm bảo được sự an toàn cho bầy con. Chúng ta dễ dàng bị thu hút bởi phong thái quyền lực của những con sư tử đực. Tuy nhiên, sư tử cái lại đảm nhiệm từ 85 đến 90% việc săn mồi. Trong khi đó, những con đực có trách nhiệm bảo vệ bầy đàn và lãnh thổ trước bầy đối thủ hay những kẻ săn mồi khác. Dù con cái thực hiện phần lớn việc săn mồi, sư tử đực lại thường được ăn trước. Nổi tiếng là biểu tượng của sức mạnh, tiếng gầm của sư tử có thể làm khiếp vía bất cứ loài vật nào mà bạn tin được không. Chúng vang xa tới 8 km đấy. Trong tình trạng nuôi nhốt, sư tử có thể sống đến 25 năm. Dù trong tự nhiên, tuổi thọ trung bình của chúng là 12 đến 16 năm. Một thước đo tốt nhất về tuổi của sư tử đực là màu tối của chiếc bờm. Sư tử đực càng già, bờm của nó càng có màu tối. Sư tử có tầm nhìn ban đêm rất tuyệt vời. Đôi mắt của chúng nhạy cảm với ánh sáng gấp 6 lần so với mắt của con người. Ngày nay, các bạn có thể bước vào ở sở thú bất kỳ quốc gia nào và tìm thấy một con sư tử. Nhưng châu Phi là nơi duy nhất có quần thể sư tử bản địa tồn tại. Đây là lý do tại sao chúng ta thường gọi là sư tử châu Phi. Trong lịch sử, châu Âu và châu Á có quần thể sư tử bản địa, nhưng chúng đã tuyệt chủng. Sư tử sống trong rừng thưa, cây bụi rậm rạp, đồng cỏ và thảo nguyên. Sư tử có cặp răng nanh có thể dài tới 7 cm, không tính gốc răng. Bộ lông bờm có thể dài tới 22 cm. Các bạn còn thấy ở sư tử có điều thú vị gì nữa? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.